Thưa các bạn Anh là tổng tài vạn nghề mê Và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên Xong vì muốn cô để ý đến mình Anh đã dùng cái cách không giống ai Và anh đã thành công Khi cô nhận lời kết hôn giả cùng anh Nhưng mục đích của cô chỉ vì tiền Vâng Câu chuyện thú vị này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào Mời quý khán thính giả Cùng đón nghe trọn bộ chuyện ngôn tình hấp dẫn này Trên kênh youtube Top Chuyện Hay Qua giọng đọc của anh Lê nhé rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như nhấn đăng ký kênh để tim chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. 9 giờ tối, quán ăn vỉa hè. Lâm Tiểu Tinh hào phóng gọi những 10 cân tôm hùm đất. Có cay, tỏi, hầm, om dầu, muối. Khóe miệng cô bạn thân tang Du co rút, hỏi. Cậu có thù với loài tôm à Uầy Cả năm rồi không được ăn con tôm nào Cô hận không thể tùy hứng ngay lập tức Làm một lon bia lớn tiếng nói Tới đây đơn phương tuyên bố hủy hợp đồng lao động Với nhậm từ ngôn Cái chức trợ lý tổng giám đốc này Ai thích thì đi mà làm Một năm làm trợ lý đặc biệt cho hắn Còn vất vả hơn cả huấn luyện quân sự lúc học đại học nữa Bất kể xuân hạ thu đông Ngày đêm mưa gió Dù sau trên trời có rơi xuống đi chăng nữa Chỉ cần hắn gọi một cú điện thoại thì phải lập tức xuất hiện Dù đang ở bất kể nơi đâu Cô đây đều phải chạy tới làm trâu làm ngựa cho hắn Tăng Du cắt ngang một tiếng Sao không nói đến Một tháng lương hơn mấy chục triệu của cậu đi Cô bạn không đề cập tới chuyện này còn tốt vừa nhắc tới cô lại càng tức giận Cậu nói xem Ai cũng có lúc có công có việc đột xuất Kẹt xe trên đường hay tai nạn gì đó chẳng hạn Trong mắt hắn Chỉ cần tới đến chậm một phút Thì lập tức coi như tới đến muộn dù có giải thích ra sao Thì cũng không êm chuyện Huống chi Hắn vốn không nghe tới giải thích Lương cao thật đấy Nhưng bị hắn khấu trừ cũng vơi đi không ít Khiến làm cô như đang dỉ máu Lâm Tiểu Tinh vừa ăn vừa châm chọc Cậu không biết đâu Vì công việc này Mà lâu rồi kinh nguyệt của tớ cũng không thèm ghé thăm Quên hết đi Đêm nay quẩy tung nóc nào Lâm Tiểu Tinh tiếp tục điên cuồng Chiến đấu với tôm hùm Tôm hùm đang vẫy gọi dù có quỳ cũng phải ăn hết. Sau khi tiêu diệt hết 10 cân tôm hùm, bụng cô trướng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Ờ, Lâm Tiểu Tinh nhìn cái bụng tròn vo, cười híp mắt hỏi Tăng Du. Cậu thấy bụng tớ có giống mang thai 4 tháng không? Tăng Du lắc đầu. Không chỉ thế đâu, như vậy ít nhất phải 5 tháng. Chưa kịp nói xong, thì ánh đèn flash xa xa đã lóe muốn mù mắt. Tăng Du cũng che mặt lại. Lâm Tiểu Tinh nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy một gã đàn ông đang lén nút sách túi nhanh chóng vọt vào trong bóng tối. Lâm Tiểu Tinh phân khích kéo Tăng Du nhìn sang bên kia. Cậu phóng viên chụp hai chúng ta kìa. Ồ, oh, chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Bị phóng viên theo dõi chụp ảnh là đãi ngộ đặc biệt mà chỉ đại minh tinh mới có. Vẻ mặt Tăng Du ghét bỏ. Cậu có chắc là cái tên đó không phải biến thái hay không? Lâm Tiểu Tinh rơi vào trầm tư. Cô và Tăng Du đều là nô lệ của tư bản, cũng có chút nhan sắc. Cô ấy thì xinh đẹp nóng bỏng, còn cô thì thanh lệ mềm mại. Khụ khụ, dù có chút không biết xấu hổ, nhưng dù gì hai người bọn họ cũng là hai cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân vơi phới. Cho nên cái này... Uầy, tôi nói hắn là phóng viên, thì hắn chính là phóng viên. Lâm Tiểu Tinh uống xong cốc bia cuối cùng. Phóng viên thật tốt. Cô gái nào mà không có giấc mộng ngôi sao cơ chứ? Biến thái gì gì đó Đúng là mồm xui Tớ thấy cậu đang say xỉn nhiều lời rồi đấy Tăng Du tửu lượng tốt Định nửa đỡ nửa kéo đưa cô trở về nhà Nhưng mà chưa kịp làm gì Thì đã sợ hãi kêu lên Thật đúng là phóng viên này Lâm Tiểu Tinh, cậu nổi tiếng rồi Lâm Tiểu Tinh đang vật vã trong phòng vệ sinh mà nôn khan Nổi tiếng gì cơ Chính là cậu bị Hài ra Ông chủ trên bóc lột của cậu gọi điện thoại tới này Tốt nhất là cậu mau mau bắt mày hắn trước thì hơn tăng du đưa điện thoại lại gần vừa vặn lúc này cô không nhịn được bám vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo vừa mới bình tĩnh hồi sức lại giọng nói lạnh lùng của nhậm từng hôn vang lên bên tai cô đúng là mang thai đây có được xem là một hiểu lầm đẹp đẽ không đơn từ chức đã gửi nhưng anh ta còn chưa phê duyệt đáng thương cho cô đây còn phải làm dưới chương hắn một thời gian nữa nhìn ánh mắt đó mà sống qua ngày Sinh cái nhỏ ra, tôi nuôi Nhưng nhậm tổng rất ngang ngược Cô cũng muốn, nhưng Nhậm tổng, tôi thực sự không Ông nội nói Sinh chất gái thưởng 30 tỷ Chất trai thưởng 10 tỷ Nhâm tử ngôn bình tĩnh, thông song nói Lâm tiểu tinh với tăng du ngơ ngác Bốn mắt nhìn nhau Có phải người nào đó ỷ có được mấy đồng bạc Mà ép cô làm giả thành thật không Nhậm tổng Ngài nghĩ xem thay Long Phượng thì thế nào Lâm Tiểu Tinh nghe lời, cười híp mắt, tách ra xin làm gì? Với điều kiện nhà hắn na hát, ha? cô đây sinh một lúc một thai mười đứa cho mà xem. Nhậm tử ngôn nghẹn họng. Lâm Tiểu Tinh nhủ thầm trong lòng, chẳng lẽ cô chủ động quá rồi? Không phải đấy chứ, hắn tự nguyện bị đổ vỏ, đã vậy còn định trả thêm cho cô mấy chục tỷ. Thế thì càng tốt, nhậm tử ngôn phản ứng nhanh hơn cô tưởng, lập tức đồng ý, còn nghiêm túc nói. Vậy tôi lập tức phái người đón cô tới biệt thự bắt đầu từ ngày mai cô cứ chuyên tâm dưỡng thai là được ách hiểu lầm to rồi lâm tiểu tinh nhìn tăng du cầu cứu nhưng chỉ thấy cô bạn thân bụng miệng cười ngặt nghẽo cô chỉ có thể cô kiếm cớ thực ra nhậm tổng tôi chính là trời ơi tôi thực sự không có đã biết tự tôi tới đón mới đủ thành ý người định vị cho tôi người nọ nói xong thì dứt khoát cúp điện thoại Tay Lâm Tiểu Tinh run rẩy gửi định vị cho nhậm tử hôn, Ôm bồn cầu, bắt đầu bi thương. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chỉ mới ăn 10 cân tôm hùm thôi, mà cái nào thất đức đi đồn cô mang thai thế? Này thì phóng viên chụp hình này. Tăng Du cầm điện thoại đặt trước mặt cô. Sau đó, cô nhìn thấy cái tin đang hot hòn hòn kia. Thư ký của tập đoàn nhậm thị mang thai. Hóa ra, bốn đứa trẻ là sếp của cô ấy. Chết tiệt, lũ phóng viên này Tuy tin hot này không trực tiếp đề cập đến nhậm tường hôn, nhưng từng chữ lại cố ý ám chỉ nhậm tường hôn. Khó trách, hắn lại kỳ quái gọi điện thoại cho cô. Dù sao thì, lãnh đạo trực tiếp của thư ký, đặc biệt trừ tổng giám đốc ra, thì còn ai vào đây được. Nhưng cô và nhậm tường hôn, ngay cả tay cũng chưa nắm đấy nhá. Bịa chuyện thái quá rồi mấy bác ơi. Dù sao hắn cũng sắp tới rồi, cậu bao mặt một lời giải thích rõ ràng với hắn là được. Tăng Du vỗ bảo vai cô. Lời nói khó nén ý cười Nói cậu ăn tôm hùm đến mức trướng bụng Hắn còn có thể ăn thịt cậu sao Không nói còn tốt Nói xong cô lại càng muốn khóc Nhậm tử ngôn là kẻ không bao giờ nói có đạo lý Cô kẹt xe đến muộn một phút Cũng trừ lương Hiện tại không hiểu sao lại lên mấy bài báo mạng Sao hắn có thể nghe cô giải thích cơ chứ Lâm tiểu tinh Nghi ngờ tiền lương của cô Sẽ bị hắn trừ hết luôn rồi Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến Tăng Du mở cửa cho nhậm tường hôn. Nhậm tường hôn như con chim cút núp sau lưng cô bạn. Nhưng ánh mắt sắc bén của hắn vẫn nhanh chóng phát hiện ra cô. Lâm Tiểu Tinh, đừng nói với tôi là cái bụng bầu kia của em là do ăn đẫy đà mà ra đấy nhé. Đinh đong, anh đoán đúng rồi đó. Nhưng cô không dám nói. Ngược lại, Tăng Du lại mỉm cười. Không có phần thưởng đâu. Nhậm tường hôn không để ý đến cô ấy. Ánh mắt sắc như dao rơi trên người cô, Lâm Tiểu Tinh cố gắng nặn ra nụ cười. Thế nên chuyện kia ấy à, nhậm tổng, tôi có thể giải thích. Hãy chúng ta nói chuyện riêng đi. Nhậm tử ngôn không nhìn Tang Di, ý trong lời nói rất rõ ràng. Tăng Du không thèm đếm xỉa ánh mắt cầu cứu của Lâm Tiểu Tinh, Xách túi cười hì hì rời đi. Nếu muốn có con, thì bây giờ tạo vẫn còn kịp đó nha. Bạn ơi, bạn có biết cái tên nhậm tử ngôn này có bao nhiêu đáng sợ không hả? Nếu sinh con về hắn thật, cô sợ mình không sống nổi đến ngày ưỡn bụng mang thai đâu căn nhà cô thuê có một phòng ngủ một phòng khách đủ dùng với bản thân cô nhưng khi nhậm từ ngôn người cao chân dài đứng trong phòng khách không hiểu sao không gian trở nên vô cùng chật trội mang lại cảm giác áp lực nặng nề ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc qua khiến động tác pha trà của cô trở nên run rẩy ở công ty cô còn có thể bình tĩnh mà ứng phó nhưng đang ở nhà mà phải giải quyết chuyện xấu hổ như vậy Khiến lòng cô hốt hoảng Nhậm tổng tôi Lâm Tiểu Tinh cô Cha vừa đưa tới trước mặt hắn Thì cô và hắn đồng thanh cất lời Lâm Tiểu Tinh sửng sốt Lập tức thức thời nói Anh là sếp ưu tiên anh nói trước Tôi nghe anh sắp xếp Sự thật Nhậm tử ngôn lời ít ý nhiều Lâm Tiểu Tinh vội vàng nói đến chuyện ăn tôm hùm Cuối cùng còn cực kỳ thành khẩn nói việc này chỉ là hiểu lầm tôi có thể lập tức đăng bài lên mạng làm sáng tỏ vụ này dáng người cô tương đối mảnh khảnh mặc bộ quần áo bò sát xuất hiện chiếc ống kính liếc mắt một cái lập tức có thể nhận ra cô có mang thai hay không nhưng nhậm từ ngôn không lên tiếng đôi mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm ngón tay gõ nhẹ một cách nhịp nhàng vào tay viện sofa bằng gỗ tiếng gõ có tiết tấu lại khiến cô không an lòng kết quả xử lý này khiến hắn không hài lòng Chẳng lẽ thật sự muốn cô mang thai ư? Tôi nghĩ rằng đầu óc của cô bị việc kinh doanh làm ảnh hưởng. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao cô. Khi cô sắp không chịu được bầu không khí này mà bỏ chạy thì cuối cùng hắn cũng mở lời. Dù lời nói ấy như đang giễu cợt cô, nhưng trong ấy vẫn có xíu xíu manh mối để cô lần theo. Đảo cô nhanh chóng nhảy số. Nhưng hắn không cho cô thời gian suy nghĩ. Đặt ly nước xuống muốn đứng dậy rời đi. Chợt lúc này một suy nghĩ táo bạo bỗng nhiên vụt qua đầu cô trước khi hắn kịp bước ra khỏi cửa thì cô gọi một tiếng chồng ơi bóng lưng thon dài bỗng khựng lại lâm tiểu tinh bóp bóp lòng bàn tay cười khanh khách nói trong tay tôi có mấy dự án giá trị chục tỷ không biết quý ngày đây có thời gian ngồi lại để bàn bạc chi tiết hơn không là cô đã sơ xuất một năm qua cô và hắn sớm chiều ở chung bị ép khô ép cạn năng lượng Cô có thể gian mang thai hay không Sao hắn lại không rõ ràng cơ chứ Nhưng hắn vẫn đưa ra điều kiện Đây chính là cơ hội làm giàu à nha Khó trách người ta diễu cợt cô Tiền tự bay tới trước mắt Dại gì mà không lấy Có lẽ là bị ông cụ trong nhà xuất ruột hối thúc kết hôn sinh con Cũng không tính là quá ngốc Nhậm tướng hôn đóng cửa Quay lại Không biết có phải là ảo giác của cô hay không Nhìn cô thấy đáy mắt hắn lóe lên ý cười rồi chợt tắt Gã mặt lạnh này cũng biết cười sao Lâm Tiểu Tinh mỉm cười, ngồi đối diện hắn. Anh cần tôi phối hợp thế nào? Trong nhà thúc giục kết hôn, tôi thiếu một người vợ. Quả nhiên, nhậm tử ngôn cũng không thèm vòng vo với cô mà đi thẳng vào vấn đề nói. Sau khi đăng ký kết hôn, tôi cho cô 50 tỷ. Nếu như cô có thể đạt được điều kiện kêu của ông nội tôi, tôi sẽ dựa trên điều kiện của ông ấy cho cô phần thưởng, cũng sẽ thêm phần thưởng bổ sung. Nói cách khác, nếu cô và nhậm tử ngôn sinh con gái, cô sẽ có 80 tỷ. Ngay cả con trai cũng có thể có chục tỷ Nếu là song sinh Hoặc là thai long phượng Tim bỗng dưng nhảy loạn xạ lên Lâm Tiểu Tinh bấm chặt ngón tay Gần như choáng ngợp trước sự ngạc nhiên quá đỗi đo lớn này Dù sao cũng là thật nhiều Thật nhiều tiền Tôi đồng ý Đại não còn chưa tính toán xong Miệng đã nhanh chóng đáp ứng Lại nói tiếp Nhậm từ ngôn chính là một cái tên có tiếng tăm ở kinh đô Vừa có tiền có tài Lại còn đẹp trai Người theo đuổi hắn xếp thành một hàng dài đếm không hết Lâm Tử Tinh không lo lắng về thỏa thuận Sáng hôm sau Hai người bọn họ đi đăng ký kết hôn một cách thuận lợi Trong ảnh Nhậm tử ngôn hơi mỉm cười Khiến cô không nhịn được cảm thán rằng Đấng tạo hóa thật không công bằng Dựa vào cái gì có loại người không cười mà vẫn đẹp Kể cả chỉ thoáng cười lên một cái Lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc Còn cô ấy à Cả hai đều không có Miễn cưỡng vừa mắt nhận tử ngôn khải tặc lưỡi đoạt đầy giấy chứng nhận kết hôn trong tay cô rồi cất kỹ thu dọn những thứ cần thiết đi đêm nay dọn đến biệt thự ở thế là kể từ bây giờ cô sẽ bắt đầu sống chung với nhậm bá đạo tổng tài lễ lừng ư cũng chẳng có gì để thu dọn ăn mặc ở đi lại thì có thể bỏ qua cuối cùng cô chỉ mang theo một chậu hoa hướng dương ở trên ban công chỉ mong cô của sau này cũng có thể mềm dẻo kiên cường như hoa hướng dương Biệt thự của Nhậm Tử Ngôn rất xa hoa, trang nhã, đồ đạc của cô được đưa vào phòng ngủ chính, người làm cũng khéo léo gọi cô một tiếng cô chủ. Lâm Tiểu Tinh cố tỏ ra bình tĩnh tự nhiên. Lúc Nhậm Tử Ngôn chuẩn bị đi làm, cô gọi hắn lại. "Nhậm Tử Ngôn, tôi có thể tiếp tục công việc trước đây không?" Trên đường đến đây, hắn nói với cô rằng ông nội có mật báo ở trong biệt thự. Hành động và biểu hiện của cô không được phép để lộ manh mối làm cho người ta nghi ngờ không đủ tiền tiêu vặt. Hắn là cái tên thuộc phái hành động, lập tức chuyển khoản cho cô. Lâm Tiểu Tinh vội vàng cười. Việc này đâu có gây trở ngại đến việc tôi kiếm hai khoản tiền kia đâu chứ. Ngày ngày tiếp xúc với nhau mới có thể khiến hắn mau mau bàn bạc về dự án mấy chục tỷ kia với cô được. Sống nhàn rỗi trong biệt thự là lựa chọn rất không sáng suốt. Đương nhiên có thể. Hắn nhìn chằm chằm cô vài giây rồi đồng ý. Còn lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô khiến cô đây được yêu mến mà lo sợ. Phải biết rằng là trước kia đều là cô mở cửa xe cho hắn. Đúng là đãi ngộ trước và sau khi kết hôn. Đúng rồi, chúng ta kết hôn thì cũng kết hôn rồi. Bao giờ tôi mới được gặp ông nội một lần đây? Còn 5 tỷ mà nhậm từ ngôn đã hứa khi lĩnh chứng nữa. Nhưng bản chất thì ông nội mới là đại kim chủ. Ông nội đi nghỉ mát rồi. Nhưng tôi đã cho ông ấy xem giấy chứng nhận kết hôn. Ông ấy còn nói, khi nào cô sinh con thì ông sẽ thực hiện lời hứa. Mẹ kiếp. Thế nên về lời nói này mà cô phải vắt hết óc cưa đổ nhậm từ ngôn sao? Chắc do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng nên vừa lái xe hắn vừa cảnh giác dịch người về phía cửa xe. Lâm Tiểu Tinh, tôi cảnh cáo cô không được làm bậy. Tất nhiên rồi, nhậm tổng. Lâm Tiểu Tinh cười tủm tỉm biết điều gật đầu. Nhậm từ ngôn đã nói, lúc ở nhà phải đóng vai vợ chồng thân mật. Bên ngoài thì phải có thái độ quyết việc chung. Tất cả chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Có thể tiếp cận hắn, thì còn sợ không tìm được cơ hội khiến hắn phải ngoan ngoán cùng cô đàm phán dự án mấy chục tỷ kia sao. Khi lên xe là hắn mở cửa cho cô, xuống xe là cô phục vụ hắn. Dù là như thế, phòng thư ký vẫn có lời đồn đãi. Nghe nói chưa, tiểu yêu tinh Lâm Tiểu Tinh lại đi cùng nhậm tổng kia. Cô ta không biết xấu hổ à. Toàn bộ nhân viên nữ của công ty từ trên xuống dưới đều nhìn chăm chăm nhậm tổng. Nếu cô ta mà dám bò lên giường của nhậm tổng, thì đánh gãy chân của cô ta cho tôi. Đúng đúng, của chung của mọi người, ai cũng đừng mơ được hưởng dụng một mình. Lâm Tử Tinh vừa tới trước cửa phòng trà, thì chợt nghe bên trong chuyển ra tiếng bắn phận uất của mấy cô gái. Trước đây, cũng không ít lần xuất hiện chuyện như vậy. Thân là thư ký đặc biệt bên người nhậm tử Hôn, điện thoại di động của cô luôn mở 24 trên 24, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết nhu cầu của hắn thời gian ở bên hắn cũng đặc biệt nhiều những người phụ nữ này chỉ thấy được lúc cô và nhậm tự ngôn ở cùng nhau sao mà thấy được dáng vẻ sụp đổ của cô khi bị hắn giải vò chứ nhưng nghĩ đến số dư trong thẻ cả người cô tràn trề năng lượng trở lại lâm tiểu tinh đây không đành lòng cắt ngang cuộc trò chuyện cái chợ trong phòng trà vẫn tiếp tục lâm tiểu tinh đứng ở cửa một lúc rồi lạnh mặt đi vào đám con gái kia im mặt trong nháy mắt nhưng trần quyên Người có mâu thuẫn về cô thì khịt mũi hử lạnh. Lâm thư ký, cô uống trà trong phòng này cơ à? Dựa vào mấy cái thủ đoạn đó của cô, thì nứt trong phòng này sao mà xứng chứ? Xung quanh vang lên một trận phì cười, không một ánh mắt thiện ý nào nhìn cô. Lâm tiểu tinh rót được non nửa ly nước, lập tức giơ tay hất hết lên người Trần Quyên. Quần áo mùa thu không hẳn là mỏng, nhưng cô ta vẫn hét ẩm lên, há miệng, buông hàng loạt những lời chửi rủa làm bẩn tai người nghe. Lâm Tiểu Tinh cầm ly nước, lạnh lùng nhìn cô ta. Tuy tôi không giỏi mắng người như cô, nhưng nếu miệng cô còn tiếp tục nhả toàn lời vô duyên, thì tôi đây không ngại làm cái miệng cô bị bỏng luôn đâu. Đột nhiên tiếng mắng chửi dừng lại. Trần Quyên khóc rứt mướt chạy ra ngoài, đám người kia cũng lập tức giải tán. Một mình cô ở trong phòng trà, đáy lòng vô cùng hạ dạ. Làm quá tốt luôn. Miệng của mấy kẻ nhàn rỗi thích gây chuyện thị phi nên được dạy dỗ tử tế một trận. Nhưng chưa vui được quá 3 phút thì đã có thư ký khác gọi cô đến phòng tổng giám đốc. Vừa vào cửa thì thấy cô ả à, Trần Quyên đang khóc lóc. Tuy cô là thư ký thân cận bên người hắn, nhưng Trần Quyên cũng được xem như trợ thủ có năng lực dưới quyền nhậm tưởng hôn, làm việc rất năng suất. Nghe thấy âm thanh, cô ta xoay người chỉ vào cô, khóc lóc, ỉ ôi. Nhậm tổng! Cô ta chính là người có ý hắt nước trà để người tôi đấy Khá lắm Khi cô ta quay người lại Cô mới nhận ra ý đồ của cô ta Thế mà cô ta lại cởi áo khoác ra Phòng thư ký có quy định rằng Bên trong ô phục phải mặc áo sơ mi trắng Cô ta cởi ra như vậy Khiến áo sơ mi trắng bị nước trà thấm ướt Gần như biến thành trong suốt Thậm chí có thể thấy rõ đường viền ren Bên trong hoàn toàn lộ ra Khác gì hành động Lấy sắc dụ nhậm từ ngôn chứ Lâm Tiểu Tinh Em có gì để giải thích không? Ngược lại, nhậm tử ngôn vẫn trước sau như một, bình tĩnh, tỉnh táo, làm như không thấy ý đồ của Trần Quyên. Lâm Tiểu Tinh lấy lại bình tĩnh. Là cô ta nói năng vô duyên trước. Cô nói bậy. Trần Quyên quyết không nhận, khóc càng lúc càng dữ dội hơn. Hơn thế nữa là cô ta lại vừa khóc, vừa nhào đến bên chân nhậm tử ngôn. Nhậm Tổng, cô ta ỷ vào việc là người của anh, không ít lần bắt nạt những thư ký khác. Lần này lại ngựa quen đường cũ Lấy trả nóng hắt vào người em Anh phải làm chủ cho chúng em Vừa khóc Vừa cọ cọ ngực vào đùi nhậm tử ngôn Theo cách gọi của bản thân cô Quá bỏng mắt Lâm tiểu tinh ghét bỏ quay mặt đi Nhưng đột nhiên có chút do so dự chuyện hợp đồng Làm vợ trên danh nghĩa Thì chẳng có vấn đề gì Nhưng nếu sinh con với một người đàn ông Thì lại liên quan đến cuộc sống riêng tư Rất đáng ghét Nhưng ngay khi cô quay mặt đi thì nhậm tử ngôn nháy mắt đứng dậy. Lâm Tiểu Tinh kinh ngạc nhìn sang, thấy vẻ mặt hắn để sự ghét bỏ. Đến phòng tài chính lĩnh lương, rồi cút đi. Trần Quyên ngây ngẩn cả người, nước mắt ào ào chảy. Nhậm Tổng, dù sao tôi cũng là nhân viên kỳ cựu của công ty mà. Trần Quyên cố gắng vớt mát khiến cô bật cười. Vẫn nên để Nhậm Tổng nghe một chút, nghe cô nói xấu sau lưng tôi và Nhậm Tổng ra sao. Lâm Tiểu Tinh lấy điện thoại, mở file ghi âm ra phát trực tiếp hiện trường bên trong là cuộc xì xào bàn tán trong phòng trào của bọn họ mặt Trần Quyên tối sầm còn muốn nói gì nữa không Nhâm Tự Ngôn cau mày nhìn về phía cô ta Trần Quyên lắc đầu Nhâm Tự Ngôn lại lạnh lùng nhìn cô dám lấy nước nóng tạt người lá gan cũng không nhỏ nhỉ Trần Quyên vẫn đang khóc lóc lập tức im miệng oán hận nở nụ cười âm hiểm với cô Lâm Tiểu Tinh nhủ thầm Chẳng lẽ nhậm từng ngôn cũng muốn đuổi cô Sau này không được như vậy nữa Đơn giản thế thôi hả Quả nhiên Chỉ đơn giản như vậy thôi Trần Quyên oán hận rời đi Lòng cô kích động Không nhịn được nhào tới ôm lê hắn Nhậm tổng cảm ơn anh Cảm ơn vì đã thiên vị Chỉ có chút tiền đồ này thôi sao Tuy hắn làm bộ đẩy cô ra Nhưng trong lời nói chứa đầy ý cười Cô cũng đánh bạo ôm chặt hắn anh là người chồng danh chính ngôn thuận của em Thậm chí giữa chúng ta còn có dự án mấy chục tỷ phải thực hiện Ông một cái thì đã sao Quan hệ của hai người bọn họ Là vợ chồng hợp pháp được pháp luật bảo hộ Có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng đấy Nhưng rõ ràng nhậm tử ngôn không muốn bàn về dự án với cô Mau đi làm việc đi Lâm Tiểu Tinh trầm mặc. Có phải rằng Hắn chỉ cần một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời làm vợ Đứa bé cũng chỉ là mánh khóe Để dỗ dành ông nội mà thôi nếu thật là vậy Thì thai long phượng của cô phải làm sao đây Mấy chục tỷ của cô làm sao bây giờ Buổi tối Khi nhậm tử ngôn đã rửa mặt xong Tựa vào đầu giường đọc sách Lâm tiểu tinh lề mề chọn đầu ngủ Thỉnh thoảng liếc trộm khuôn mặt đẹp trai Khiến người thần đều phẫn nộ kia Cuối cùng hạ quyết tâm Cầm một chiếc váy ngủ mát mẻ lên Bây giờ hắn là chồng của Lâm tiểu tinh cô Được pháp luật công nhận Là người đàn ông cô đường đường chính chính có được Tìm hắn nói về dự án thì đã làm sao? Nếu hắn không thích phụ nữ hoặc do vấn đề của thân thể thì cô đây càng phải trợ giúp hắn chuyển lại người thừa kế. Hơn nữa, nhìn bộ dáng chán ghét muốn đá văng trần quyên hôm nay thì 89 phần 10 là có bệnh chán ghét phụ nữ. Lâm Tiểu Tinh nhắm mắt lại, nhịn một chút là được thôi. Lâm Tiểu Tinh chuẩn bị tâm lý cả chục tỷ lần trong khi tắm mới dám lấy can đảm ra khỏi phòng tắm. Mà khi hắn nhìn bộ dạng mắt mẻ của cô Rõ ràng hai mắt sáng bừng lên Lòng cô dần thả lỏng Có hy vọng Lâm Tiểu Tinh cố gắng giả vờ tự nhiên Đi về phía giường Nhậm từ ngôn cũng rất biết điều Thấy cô tới thì lập tức chủ động nhường lại vị trí bên ngoài giường Lâm Tiểu Tinh khẽ cắn môi Chui vào chăn Con đường do bản thân lựa chọn Dù có quỷ cũng phải đi cho hết Ăn phận một chút Ngay khi cô đang quần lấy chiếc chăn như một con bạch tuộc Nhậm từ ngôn lên tiếng Lâm tiểu tinh làm bộ không nghe thấy Tiếp tục quấn Nhưng hắn lại nắm lấy vai cô Rồi lôi cô ra Khuôn mặt như tảng băng vạn năm không đổi kia Lạnh lùng nhìn cô Lâm tiểu tinh chết lặng Này có biết cô cũng biết sợ không hả Lâm tiểu tinh nở nụ cười gượng gạo Ngượng ngùng lui về phía sau Nên tận dụng thời gian Này cơ hội làm ăn không thể trì hoãn Đêm xuân ngắn ngủi hắn cố nhịn một chút không phải cũng trôi qua thôi sao tôi không vội nhậm tử ngôn buông vai của cô ra như có như không nhếch môi nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi mẹ kiếp lâm tiểu tinh tức giận mẹ nhà anh hắn bị ông nội dục kết hôn bỏ ra mấy chục tỷ gài bẫy cô mà dự án hơn chục tỷ kêu của cô lại không có người hợp tác thấy nhậm tử ngôn không có động tính cô tức đến bật cười có tin tôi tìm đối tác khác đầu tư dự án này không hả? Hắn không tin có người tình nguyện hợp tác với cô. Tiền vi phạm hợp đồng là 100 tỷ. Hắn bình tĩnh nói, thậm chí còn nở nụ cười vui vẻ. Đổi đối tượng hợp tác thì cũng được đấy. Nhưng trước tiên, bồi thường cho tôi tiền vi phạm hợp đồng cái đã. Cái chết thiệt gì vậy? Lâm Tiểu Tinh tức giận, trừng nhậm từ ngôn. Gian thương. Khi trước, trông hắn rất gấp gáp bản thân lại cho rằng hắn thật sự muốn vội vàng sinh chắc cho ông nội nên cô mới bị lừa gạt quá khen quá khen tên đàn ông cún kia cười sung sướng làm cô tích đến nghiến răng nhưng nhìn hắn chỉ mặc đồ ngủ đơn giản nơi bị đè chặt còn phát họa ra cơ bụng cơ bụng cô bỗng nhiên không giận nữa cười tủm tìm. khi hắn ý thức được tình hình không ổn chưa kịp phản ứng trước cô đã như hổ đói vồ lấy con mồi ôm chặt lấy hắn nhậm từ ngôn đồ đàn ông chết tiệt này điều khoản trong hợp đồng không biết rằng anh phải có nghĩa vụ hợp tác với tôi để hoàn thành nhiệm vụ vậy thì tôi đây sẽ tự thân vận động thỏ trắng nhỏ mà tức giận thì cũng dám cắn người đây nhá lâm tiểu tinh cố gắng hết sức mở cúc đồ ngủ của nhậm từ ngôn nhưng hắn cũng bảo vệ bản thân rất nghiêm ngặt cuối cùng lâm tiểu tinh mệt đến mức không còn sức lực để chiếm tiện nghi của hắn chỉ muốn khóc nhậm từ ngôn có phải anh không được đúng không? Có bệnh thì chữa. Nếu để chậm trễ, thì một người xinh đẹp như tôi biết phải làm sao đây? Tôi không muốn cả đời phải thủ tiết với anh đâu. Hứa hẹn cho cô tiền thì sao chứ? Lâm tiểu tinh cô đã chủ động như vậy rồi, mà hắn còn không có phản ứng. Căn bản là hắn không được. Thế là cô vĩnh viễn không thể nhận được khoản tiền kia. Cô nói cái gì? Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi. Nhậm tử ngôn tức giận rồi. Lâm Tiểu Tinh đứng lên, vuốt mặt, nhìn hắn cười khinh. "Tôi nói, anh không được. Tên này vậy mà lại lừa cô, cô đây sẽ không phục vụ hắn nữa." Lâm Tiểu Tinh xuống giường định chạy ra ngoài, nhưng chân vừa chạm đất, sau lưng đã bị kéo mạnh. "Lâm Tiểu Tinh, gan của em đủ lớn rồi nhỉ?" Thân thể cô ngã ngửa ra sau, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Tử Ngôn đang cười giận dữ. Lâm Tiểu Tinh chết lặng. Với quyết tâm không tìm đường chết Sẽ không phải chết Cô mở miệng oán hận nói Có thể làm được Anh đang nói cái gì Hắn mà không có bệnh Thì còn cùng cô chơi trò lạt mềm buộc chặt sao Đây chính là trột dạ Sự thật chứng minh Thân thể nhậm từ ngôn không có vấn đề Nhưng đáng buồn hơn cả là Sau mọi chuyện hắn vẫn không chạm vào cô Lâm Tiểu Tinh suy sụp đến mức Muốn hét lên trời Gọi điện thoại cho Tăng Du Nói về chuyện này Cô bạn thân cười đến vỡ giọng Còn phải giả bộ thương tiếc an ủi cô Không sao Còn nhiều thời gian mà Chị em, cậu bớt cười lại Có khi còn có sức thuyết phục hơn đấy Ha ha ha, gì chứ Tớ, bình thường tớ không có cười vậy đâu Ngoại trừ trường hợp không nhịn được thôi Lâm Tiểu Tinh nghi ngờ Tăng Du đang gửi đến ngả nghiêng Vất vả lắm Mới chờ cô ấy cười xong Để trò chuyện tử tế hai câu Cậu cười thì cũng cười rồi Mau nghĩ giúp tới cái biện pháp đi. Nên làm gì bây giờ? Này, không phải đơn giản sao? Cứ ăn ăn ổn ổn là một phu nhân hảo môn là được. Hắn không muốn sinh con, thì cậu cũng, cũng không sinh. Hắn không muốn sinh con, thì cậu cũng, cũng không sinh. Hắn cần một người vợ ngoan ngoãn nghe lời, thì cậu cố gắng đáp ứng yêu cầu của hắn là được. Quả là cô bạn thân của cô thông minh nhất. Tăng du chỉ còn tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu thử nghĩ xem, thoát khỏi kiếp sống làm nô lệ cho tư bản không phải là ước mơ cuối cùng của cậu hay sao? Là tiền của xếp nhậm không đủ hấp dẫn Hay là cậu thấy làm nô lệ cho tư bản còn chưa đủ Ách à, Thế nào gọi là vấn đề này được giải quyết nhanh chóng thoáng chốc Nhậm tử ngôn đã cùng cậu đăng ký kết hôn Hai người chính là vợ chồng hợp pháp Hắn có nghĩa vụ phải nuôi cậu Ly hôn cũng phải chia tài sản Này Anh ta có ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân với cậu không Cái này quả thật không có Nếu không có Thì phải dựa theo pháp luật quy định cậu được thừa hưởng một nửa tài sản của hắn đấy. Cho dù không lấy được một nửa, thì cậu vẫn có thể lấy được chút chút. 10% Hơn nữa, đây là trường hợp ly hôn thôi. Chỉ cần hai người còn ở bên nhau, thì cậu chính là cháu dâu của cụ nhậm. Vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Nói xong lời cuối cùng, Tăng Du hỏi. Vậy việc sinh con còn quan trọng ư? Lâm Tiểu Tinh như được khai sáng. Đúng vậy, có con hay không thì liên quan gì? Sống thật tốt cuộc sống hảo môn của cô ăn ngon mặc đẹp không phải tuyệt lắm rồi sao? Sao phải đấu trí đấu dũng với tên nào đó chỉ để sinh con cho hắn? Đêm đó cô liền thực hiện lời khuyên của tăng du. Nếu nhậm tử ngôn chán ghét phụ nữ, thì cô đây lập tức tìm một bộ áo ngủ kín đáo mặc vào, rồi chỉ ngoan ngoãn ngủ ở mép giường. Cam đoan ngay cả sợi tóc cũng không dính vào người hắn. Nhưng nhậm tử ngôn lại bối rối trước hành động của cô, chủ động sáp lại, nghi hoặc đánh giá cô. Lâm Tiểu Tinh. Em lại chơi trò gì đấy Nhậm tổng Tôi cam đoan sẽ hiểu chuyện Không quấy rầy anh nghỉ ngơi Lâm Tiểu Tinh mỉm cười một cách máy móc Thấy nhậm tử ngôn nhíu mày nhìn cô chằm chằm Lâm Tiểu Tinh lại bổ sung Nếu ngài cảm thấy ngủ cùng rừng chung chăn gối với tôi Không thoải mái Tôi có thể nằm dưới đất Tăng Du nói không sai Chỉ cần cô đứng vững gót chân ở nhậm ra Thì cô cũng đã là kẻ chiến thắng trong cuộc đời rồi Về phần còn lại lo chuyện của riêng mình sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Ngủ. Nhậm tử ngôn chậm mặt, lạnh lùng quay lưng về phía cô. Lâm tiểu tinh mím môi, nhắm mắt ngủ. Lúc mơ mơ màng màng, có nghe tử ngôn hỏi một câu. Mới một buổi tối, mà em đã từ bỏ dự án mấy chục tỷ kia rồi sao? Hắn còn không biết xấu hổ mà nhắc đến ư. Không buông tay thì thế nào? Ngay cả cơ hội lại gần anh, tôi còn không có. Lâm Tiểu Tinh mơ hồ trả lời, nghĩ một hồi lại lầu bầu nói. Người ta toàn nói, nếu người đàn ông nguyện ý cho phụ nữ cơ hội, dù ngàn chén không say, cũng sẽ biến thành nửa chén đã say. Tôi chỉ lột quần áo anh, mà anh còn bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ có thể nói rằng anh chán ghét tôi mà thôi. Nghĩ đến sự từ chối của hắn, cô khẽ thở dài. Anh cứ yên tâm mà ngủ, tôi đây sẽ không nhân lúc anh ngủ mà lén lút làm những chuyện không đúng đắn đâu. Lâm Tiểu Tinh cô cũng biết xấu hổ nhá Nếu hắn không muốn cùng cô sinh con Vậy thì không sinh Bàn đêm yên tĩnh Không ai trả lời cô Chắc là nhậm từng hôn chưa ngủ Nhưng cô lười nghiên cứu tâm tư của hắn Nằm ở mép giường Nước sông không phạm nước giếng Đây chỉ là một đoạn duyên phận nhặt được Vốn không nên hy vọng xa vời Nhưng cô không ngờ Mình sẽ tỉnh lại trong vòng tay nhậm tưởng hôn Cũng không biết lăn vào từ lúc nào Đừng nhúc nhích Lâm Tử Tinh đang định lặng lẽ rời đi, nhưng Nhậm Từ Ngôn lại lẩm bẩm một tiếng, cánh tay hơi siết chặt, đem cô ghì sâu vào trong ngực. Nhậm tổng, Nhậm Từ Ngôn tỉnh lại. Lâm Tử Tinh không muốn phải khó xử với tư thế như vậy sau những dự án trị giá hàng chục tỷ, nhưng hắn cứ quấn lấy cô, không có ý định buông tay. Đỉnh đầu chuyển đến tiếng hít thở đều đặn vững vàng của hắn, cô cũng dần dần buồn ngủ. Tối qua, con người này mấy giờ mới ngủ vậy? khi tỉnh lại ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu vào trong phòng đệm bên cạnh lạnh lẽo nhậm tử ngôn đã sớm rời đi lâm tiểu tinh vội vàng rửa mặt trang điểm thế mà nhậm tử ngôn rời giường lại không gọi cô sắp muộn mất rồi nhưng vừa xuống dưới lầu đã thấy nhậm tử ngôn ngồi gác chân nhàn nhã ngồi trên sofa đọc báo không đi làm cuối cùng não cô mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần bữa sáng ở trong nồi còn ấm hắn ngẩng đầu nhìn cô một cái vẻ mặt ấm áp dịu dàng như thật sự là người chồng chu đáo ở nhà vậy. Lâm Tiểu Tinh lắc đầu, cản lại những ảo tưởng không thực tế trong đầu. Hắn từng nói, trong biệt thự có tay mắt do ông nội sắp đặt, sự thâm tình dịu dàng trước mặt chỉ là giả vờ. Khi cô ăn sáng xong, hắn cũng vừa vặn xem xong báo cáo tài chính. Đêm nay có tiệc rượu, em đi cùng anh. Lâm Tiểu Tinh vừa rửa hoa quả đem đến trước mặt hắn, hắn liền lên tiếng. Lâm Tiểu Tinh gật đầu, Mọi cuộc xã giao trước kia Đều là cô làm bạn gái Đang định lên lầu Thì anh lại nhẹ giọng nói một câu Ngồi lại đây Có người đang nhìn Lâm Tiểu Tinh thoáng cảnh giác Tuy không nhận được phần thưởng khi sinh con Nhưng việc phối hợp với nhập từ ngôn Để diễn tốt vai vợ chồng ân ái Cũng quan hệ trực tiếp đến việc Cô có thể ở lại nhậm ra hay không Lâm Tiểu Tinh lập tức cười khanh khách ngồi xuống Còn thân mật kéo cánh tay hắn Dường như thấy hắn cắn nhẹ môi dưới Lâm Tiểu Tinh nghi ngờ nháy mắt mê cái Hắn mà lại cười Nhưng đến khi cô nhìn lại để xác minh Sắc mặt hắn lại như thường Cô không tiện hỏi nên dựa sắt vào hắn xem TV. Nhậm tử ngôn chuyển qua một bộ phim Diễn cái gì thì cô quên hết Chỉ nhớ rõ mùi thơm lạnh lẽo yên tĩnh trên người hắn Bàn tay đang ôm bên hông cô tựa như sắt nung Nóng đến mức khiến lòng cô hốt hoảng Rõ ràng là chán ghét phụ nữ Tội gì phải làm khó bản thân mà hắn cũng diễn rất tròn vai, giúp cô gọt hoa quả, lấy khăn giấy, lúc ăn cơm sẽ gắp món ăn yêu thích cho cô, luôn biểu hiện ôn nhu chu đáo. Quản gia vui mừng nở nụ cười, nói cô và nhậm tử ngôn là một cặp xứng đôi vừa lứa do trời đất tạo thành. Hắn quay lại nở nụ cười chiều mến với cô, mà cô cũng phối hợp lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Dù sao cũng chỉ là diễn, cô hiểu mà. Buổi tối có tiệc rượu thương mại, cô và nhậm từ ngôn ra ngoài tạo hình. Khi rảnh rỗi, cô thích đi giày trắng. Vừa thay giày xong, bỗng hắn ngồi xổm xuống. Chờ một chút, giày giày của em buộc chưa chặt, anh buộc lại cho em. Lâm Tiểu Tinh thuận thế cúi đầu xuống, chỉ thấy hắn đã ngồi xổm trước người. Thân hình thon dài cao ngất, ngồi xổm thành tư thế nửa quỳ. Bộ dáng nghiêm túc, làm cô trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Giống như cô thật sự là người mà hắn chân quý nhất vậy. Thật tốt, Thanh âm cảm khái của lão quản gia từ sau lưng truyền đến, đánh thức cô tỉnh lại từ trong mộng. Lại nhìn nhậm từ ngôn đang ngồi xổm trước người, cô im lặng nở nụ cười, chỉ sợ lão quản gia chính là tai mắt kia. Tạo hình rất tinh xảo, tiệc rượu cũng rất náo nhiệt. Nhậm từ ngôn với tư cách là ông trùm trong giới kinh doanh vừa mới vào cửa, đã bị mọi người vây quanh, nhận đủ kiểu hàn huyên, định nhọt cũng không ngừng. Đứng ở bên cạnh hắn cô đã sớm luyện được kỹ năng thiết yếu của một bình hoa xinh đẹp gặp ai cũng có thể nở nụ cười đúng mực nhưng luôn có một số người không có mắt cứ thích truy hỏi quan hệ giữa cô và nhậm tổng hôn bạn gái lần trước cũng là cô lâm đúng không cô lâm rất được nhậm tổng ưu ái nhỉ hình như lâu rồi bên cạnh nhậm tổng cũng chỉ có cô lâm cô lâm mềm mại thanh lệ chúng tôi còn muốn xin phương thức liên lạc đấy lấy thăm dò tầng tầng lớp lớp lâm tiểu tinh mỉm cười khéo léo các vị đánh giá cao tôi quá rồi tôi chỉ là thư ký của nhậm tổng mà thôi mong các vị đừng vì tôi mà tạo thành ảnh hưởng tiêu cực cho nhậm tổng giới kinh doanh không quan trọng danh tiếng như ngành giải trí nhưng dù gì nhậm tử ngôn cũng đại biểu cho tập đoàn nhậm thị nếu hắn gây chút động tĩnh gì đó thì cũng rất dễ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu mọi người phá lên cười bỏ qua việc này khi cô và nhậm tử ngôn đến quầy ăn hắn bất thình lình hỏi sao lại nói là thư ký ngoài thư ký Mối quan hệ khác tôi có thể tự tiện tuyên bố sao? Lâm Tử Tinh chấp chấp mắt cười vô tội. Nhậm Tử Ngôn chưa từng nói với cô rằng có thể công khai hay không. Cô duy trì thân phận thư ký là không sai mà. Hắn đâu thể trách cô được. Hắn nhìn chằm chằm cô vài giây, sắc mặt đen xì rời đi. Lâm Tử Tinh cũng không quan tâm lắm. Hắn không ở đây, cô mới có thể yên tâm chiến đấu với số đồ ăn này. Nhưng người làm phiền còn rất nhiều, Thỉnh thoảng có tổng giám đốc nào đó tới tìm cô để thêm thông tin liên hệ, cô cũng biết được ý đồ của họ. Chính là muốn lấy lòng nhậm từ ngôn thông qua cô, nhưng cũng có một số thành phần rất ghê tởm. Cô Lâm, từng ngưỡng mộ cô lâu rồi, trao đổi số điện thoại liên lạc có thể khiến chúng ta dễ dàng thân thiết hơn. Tên doanh nhân giàu có này cười cười, khiến mỡ trên khuôn mặt rung rung, vừa hèn hạ vừa bị ổi. Lâm Tiểu Tinh không dấu vết lui nửa bước, khéo léo từ chối, xin lỗi tôi không thêm số điện thoại riêng tư bọn họ ai cô cũng thêm mà hắn biến sắc vẻ mặt hung ác đã sớm qua không biết bao nhiêu kim chủ cô còn giả bộ ngây thơ với tôi cái gì mợ nó thứ ghi tẩm này chưa ra từ đâu thế tôi nói rồi không thêm là không thêm lâm tiểu tinh lạnh lùng xoay người muốn rời đi nhưng hắn đi theo tùng lấy quần áo của cô khi cô đang giãy giụa thì một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn tới giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ngâm trong băng tuyết. Người của tôi mà ông cũng dám động. Là nhậm tử ngôn, khi hắn không cười mang lại cảm giác áp bức. Con người sắc bén, sâu thẳm, như cất dấu hẳn băng vạn năm, đột nhiên tiếp xúc có thể làm cho người ta giật mình. Nháy mắt, tên kia thay đổi sắc mặt, vội vàng cười làm lành rồi xin lỗi cô. Lâm Tiểu Tinh chán ghét quay mặt đi chỗ khác. Cái thể loại này Chính là kiểu thích bắt nạt kẻ yếu Lại sợ kẻ mạnh Gặp phải người lợi hại hơn mình Quả thực so với gấu chó cũng không bằng Nhớ kỹ Sau này tôi sẽ không hợp tác với nhà hắn Nhậm tử ngôn thản nhiên nói Là nói với cô Lâm Tiểu Tinh gật đầu Trong lòng vỗ tay tán thưởng Tên kia tái mặt Vội vàng muốn giải thích Nhưng nhậm tử ngôn chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái Thì hắn cũng không dám cản đường Rất nhanh Tin tức nhậm tử ngôn nổi giận vì phụ nữ nhanh chóng bị lan truyền khắp tiệc rượu, ánh mắt nhiều người nhìn cô dần trở nên quái dị. Nhất là những tiểu thư danh viện, thiên kim hảo môn đều hận không thể dùng ánh mắt đâm chết cô. Mà giờ phút này, cô bị nhiệm tử ngôn đưa vào phòng nghỉ, bị anh vây lại lưng dựa vào cánh cửa, hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt khiến cô bất an muốn dãy rủa. Sau này em có thể cự tuyệt bọn họ, ở bên ngoài cũng có thể nói em là vợ tôi. Chúng ta đã đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp. Nhậm từ ngôn ghé sắt vào cô. Em bị ấm ức, cũng như là tôi bị ấm ức. Vốn chỉ là hôn nhân hợp đồng mà thôi. Nhưng hắn nói vậy lại làm cô cảm thấy đây không chỉ là hôn nhân hợp đồng đơn thuần vậy. Lâm Tiểu Tinh đang định nói chuyện thì bỗng nhìn thấy trong khóc có người cầm máy ảnh chụp hai người bọn họ. Lại là phóng viên hay là người của ông nội nhậm từ ngôn phải tới. Khó trách hắn lại nói những lời thân mật như vậy. Được, về sau tôi đều nghe anh. Cô kề sát vào hắn, đưa tay kéo hắn ra vẻ thân mật, cảm nhận được cả người nhậm tử ngôn cứng đờ. Lâm Tiểu Tinh ghé vào vai nhậm tử ngôn, nhẹ nhàng nói. Tôi biết tay mắt của ông nội không chỗ nào không có. Nhậm tử ngôn quay đầu nhìn thoáng qua, nhếch môi cười nói. Ừ, thế nên chúng ta càng phải hợp tác tốt hơn. Rồi hắn bỗng nhiên cúi người, hung hăng chiếm lấy môi cô, Đầu óc cô dần mơ hồ Không phải hắn rất chán ghét phụ nữ Chán ghét chạm vào cô hay sao Hiện tại là sao đây Quả nhiên ông nội hắn vẫn là tốt nhất mà Trong cơn mơ màng không biết đã bao lâu Hắn mới buông cô ra Em ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt Được rượu kết thúc Anh tới đòn em Tên đàn ông cún này hôn rồi bỏ chạy sao Lâm Tiểu Tinh tức giận Dạo quanh phòng nghỉ hai vòng Muốn tìm hắn đòi một lời giải thích nhưng vừa tới hành lang Đã đụng phải một đám phụ nữ xinh đẹp Ánh mắt ai nấy đều không có ý tốt Muốn đi đâu Lâm Tiểu Tinh còn chưa kịp sử dụng chiến thuật rút lui Thì họ đã bao vây cô Cô gái cầm đầu trang điểm sắc xảo giơ tay hùng hăng tát tới Đồ khốn Thứ như mày cũng dám quyến rũ từ ngôn sao Lâm Tiểu Tinh giữ chặt tay cô ta Tôi chỉ là thư ký của nhậm tổng mà thôi Bị mấy cô nàng ỉ người đông thế mạnh bao vây cô mỉm cười khéo léo, ưu tiên bảo toàn chính mình. Đầu mấy người muốn gặp anh ấy, tôi có thể chuyển lời. Nhận tưởng hôn, quả kẻ chuyên gây họa mà, ở bên anh luôn không có chuyện tốt. Mày nghĩ bọn tao sẽ tin lời mày nói à? Cô gái kia không đánh được cô, thì lập tức chỉ vào môi cô, lạnh lùng nói. Vừa rồi, không phải hai người còn hôn nhau trong phòng sao? Đồ quỷ quái, miệng xưng thành như vậy rồi, làm như bọn tao không nhìn ra không bằng cô ta như phát điên lại xông tới đánh cô lâm tiểu tinh lập tức lui về phía sau tức giận nói tôi chỉ ăn quá nhiều ớt mà thôi nếu mấy người còn dám gây sự thì tôi sẽ gọi người đến giải quyết tuy rằng hắn nói có thể trực tiếp công khai quan hệ nhưng cô thực sự không muốn trở thành mục tiêu của sự chỉ trích gọi người cô gọi nhậm từ ngôn tới đây nói chúng tôi khi dễ cô sau lưng bỗng có người đẩy cô một cái đám phụ nữ kia bỗng kỳ quái cười rộ lên mà cô lại không thể lấy ít địch nhiều giành chiến thắng, chúi đầu về phía cô gái ban đầu muốn đánh cô. Đúng là tự đưa tới cửa mà. Lúc này, cô ta tiếp tục hung hăng tùm lấy đầu của cô. Lâm Tiểu Tinh đau đớn, không do dự, cào vào mặt cô ta. À, mau kéo cô ta ra. Tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang vọng toàn bộ sảnh tiệc. Lúc này, sức lực của cô như bùng nổ. Ai tới cô liền cào người đó, cho đến khi rơi vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói lạnh lùng ôn nhu vang lên bên tai. Lâm Tiểu Tinh là tôi. Sức lực khi nãy lập tức tiêu tan là nhậm tử ngôn. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Trong hành lang có camera theo dõi. Có thể thể rõ là đám phụ nữ này hùa nhau xông lên đánh cô trước. Dù thế nào đi chăng nữa, toàn bộ vụ này đều là lỗi của họ. Nhưng cô gái định đánh cô vừa nãy là con gái nhà họ Triệu bắt đầu khắp như mưa. Nói gần nói xa, song vẫn không quên uy hiếp cô ta chỉ là một thư ký mà thôi từ ngôn hai nhà chúng ta là thế giao nhiều đời anh thực sự vì cô ta mà trách phạt em ư tôi muốn gặp bà nội nhậm tôi muốn gặp bà ấy cô ta vừa khóc vừa hét đuổi tất cả trưởng bối ra ngoài nhưng nhậm từ ngôn vẫn trước sau bất động ánh mắt lạnh như băng thanh âm lạnh lùng tuy không lớn nhưng tràn đầy khí thế ai nói cô ấy chỉ là thư ký cô ấy là vợ của nhậm từ ngôn tôi dừng lại trong nháy mắt nhận từ ngôn cố tình nhấn mạnh ôm eo cô tuyên bố chủ quyền con gái nhà họ triệu cùng đám tùy tùng đều sửng sốt những người khác cũng vô cùng kinh ngạc lâm tiểu tinh cúi đầu nói lúc này tuyên bố liệu có ổn không em đang bị mấy người này coi thường đấy hỏi một đằng nhận từ ngôn lại trả lời một nẻo không nhanh không chậm ôm eo cô đi vào trong tầm mắt mọi người lâm tiểu tinh chỉ có thể nhanh chóng chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình rồi đón nhận những ánh mắt không rõ ý tứ bằng một nụ cười hào phóng và khéo léo. Lời thì cũng đã nói rồi, thời gian cũng không thể quay ngược. Vậy nên cô chỉ có thể tiến lên phía trước với hắn, thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Cô Triệu khóc đến tan nát cõi lòng. Lâm Tiểu Tinh đoán cô ta là thanh mai trúc mã với nhậm tưởng hôn. Thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đoạn tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía, từ cô Triệu mà thôi. Chuyện này. Tôi sẽ tìm người nhà của cô ta giải quyết Tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lúc nhậm tử ngôn nói lời này Thì mặt còn có chút tức giận Lâm Tiểu Tinh khuyên hắn đừng gây động tĩnh lớn như vậy Nhưng hắn lại lạnh lùng chừng mắt nói Vợ của tử ngôn Chó mèo cũng có thể cắn bệ sao Tim cô lỡ nhịp Vô thức đỏ mặt Hắn giúp cô chút giận Khiến cô rất cảm động Một chữ vợ cứ lặp đi lặp lại trên miệng hắn Như có ma lực Khiến người ta đỏ mặt tía tai thật sự coi cô là vợ sao? Rất nhanh, triệu gia đã đáp lại. Triệu Như còn trực tiếp xin lỗi cô, bồi thường cho cô một bộ trang sức ngọc bích. Nhậm tử ngôn nói đây chẳng phải tứ tốt gì, cũng chỉ đáng giá hai ba trăm triệu mà thôi. Hai ba trăm triệu mà thôi. Thấy cô vội vàng giấu bộ trang sức vào két sắt, hắn ngồi bên cạnh cười. Ngoan một chút, tôi mua bộ trang sức khác tốt hơn cho em. Gì? Cô như vậy còn chưa đủ ngoan sao? Có điều hắn nói vậy, Khiến cô đây cũng có chút lung lay Cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh hắn Nhậm tổng Không biết ngài có gì phân phó Hừm, gọi tôi là gì Vậy, chồng Ở nhà Vì ứng phó tay mắt Cô thường xuyên gọi hắn như vậy Nên cũng không ngại lắm Mà hắn cũng cong môi cười sung sướng Đôi mắt sắc bén sâu thẳm kia Gắt gao nhìn môi cô Lần trước ở tiệc rượu Hắn đã được nếm qua một lần Về sau vẫn luôn muốn được nếm tiếp vì thế, thường xuyên động một chút là hôn. Trong lòng cô cũng có một chút suy tính. Đây chính là chuyện tốt. Ông xã. Sau khi làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ, cuối cùng cô cũng biết hắn thích cái gì. Lâm Tiểu Tinh đã nghĩ cô có thể rút lui, nhưng nhậm từ ngôn lại thay đổi thái độ thủ thân như ngọc trước kia, bắt đầu nhiệt tình hết sức. Kết thúc nghiên cứu, cô đi làm trong trạng thái mơ màng mất hết năng lượng. Từ sau khi nhận tử ngôn rất khoát sao thải Trần Quyên, người nói xấu cô cũng ít đi. Mỗi ngày cô đều quang minh chính đại, làm ổ ở phòng tổng giám đốc để ngủ. Cũng không phải là cô cố ý lười biếng, mà thật sự do tinh lực của nhậm tử ngôn quá tốt, mà cô thì muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Hắn không chửi lương của cô nữa, mà ngược lại, còn sợ cô ngủ không đủ giấc, nên cân nhắc tuyển dụng một trợ lý đặc biệt khác là Nam. Phần lớn công việc trong tay cô đều được giao cho Nam trợ lý đặc biệt. Còn cô thì chỉ biết ngủ Rồi lang thang khắp trốn Văn phòng thư ký Lan truyền tin đồn cô sắp bị sa thải Cô cũng lười giải thích Tập trung nghiên cứu tiến độ của dự án với nhậm tưởng hôn Hôm nọ cô gặp một bà lão mái tóc bà ấy đã bạc phơ Nhưng vẫn làm vệ sinh ở tập đoàn nhậm thị Cô thấy bà ấy xách một thùng nước rất vất vả Nên tiến lên giúp một tay Sau đó cô với bà ấy bắt đầu thân thiết Từ trong miệng bà Cô nghe được rất nhiều chuyện về tập đoàn nhậm thị chính bà cũng nói mình đã ở tập đoàn Nhậm Thị đã mấy chục năm Lâm Tiểu Tinh rất tò mò vậy hẳn là bà biết một số chuyện nội bộ của Nhậm Thị đúng không ạ ông nội của Nhậm Tường Ngôn cũng là đại kim chủ hứa hẹn thưởng cho cô nếu cô sinh con Lâm Tiểu Tinh đã hỏi Nhậm Tường Ngôn rất nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng bảo ông nội đang đi du lịch tạm thời không tiện liên lạc với hắn nếu không phải Nhậm Thị vẫn tồn tại ở đây có khi cô đã hoài nghi Nhậm Tường Ngôn đang gạt cô Người ấy đã qua đời 10 năm trước rồi Bà cụ lắc đầu Trong mắt bà hiện lên nhiều ký ức Nghe vậy cô giật mình Ông nội của nhậm từ ngôn đã qua đời lâu rồi Thế mà hắn còn dám nói Chờ cô sinh con Thì ông nội sẽ trở về thực hiện lời hứa sao Chết tiệt Hắn muốn chơi trò thần bí với cô à Lâm Tiểu Tinh đứng ngồi không yên Vội vã chia tay với bà cụ Sau đó vô cùng lo lắng chạy đi tìm nhậm từ ngôn Tội nghiệp cho cô chỉ đoán được đầu mà không đoán được đuôi. Ông nội đã sớm qua đời. Nhậm Tử Ngôn đang tổ chức cuộc họp quản lý cấp cao, cô hấp tấp chạy đến cửa phòng họp, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Tuy cô rất tức giận, nhưng trong tiềm thức vẫn muốn bảo vệ thể diện cho hắn. Ngược lại, khi hắn nhìn thấy cô, thì lập tức bỏ mặt cuộc họp phía sau, nhẹ nhàng hỏi: Có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâm Tiểu Tinh liếc nhìn những quản lý cấp cao đang dướn cổ xem kịch, gọi nhậm từ ngôn ra bên ngoài hành lang, đè thấp cổ giọng tức giận nói. Anh mở miệng ngậm miệng, đều nói ông nội muốn cháu, nhưng lại có người nói cho tôi biết, ông nội của anh đã qua đời từ 10 năm trước rồi. Chẳng lẽ ông nội báo mộng cho anh sao? Anh biết cả rồi. Nhậm từ ngôn lộ ra sự hoảng hốt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh nhìn cô. Tiểu Tinh, đúng là ông nội đã qua đời, cho nên ông không có cách nào ban thưởng cho em nhưng anh hứa sẽ luôn đối xử tốt với em em còn nguyện ý tiếp tục thỏa thuận trước đó không lâm tiểu tinh nhíu mày không thể phủ nhận ban đầu cô là vì tiền mà đồng ý có số tiền nhậm ra cho cô không cần phải khổ sở làm nô lệ cho tư bản nữa cô có thể làm những việc mà cô vốn muốn làm nhưng không thể làm được nhưng bây giờ lại nói cho cô biết rằng tất cả đều là giả đó chỉ là một giấc mộng dịu dàng Nhậm tử ngôn cố ý thiêu dệt cho cô mà thôi Không có ông nội Cũng không có phần thưởng Tiểu tinh Đối với em mà nói Anh không có ý nghĩa đặc biệt nào khác sao Thấy cô không nói chuyện Nhậm tử ngôn liền hỏi Nhưng cô vẫn im lặng Lâm tiểu tinh càng im lặng Nhậm tử ngôn lại càng hoảng hốt Thậm chí hắn còn nghĩ rằng cô đang tức giận Anh xin lỗi Anh xin lỗi Chợt một mùi hương trong trẻo vây quanh Nhậm tử ngôn ôm lấy cô khi em mới đến công ty Thì anh đã động lòng rồi Tiểu tinh Là anh không hiểu chuyện yêu đương Nên mới cố ý giày vò em Chỉ muốn em để ý đến anh Không nghĩ tới lại ép em phải nghỉ việc Em biết không Khi anh nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của em Trong lòng bắt đầu hoảng hốt Nhậm từng ngôn hôn cô Mong chờ câu trả lời của cô Cho nên Anh chỉ có thể nghĩ ra chủ ý như vậy Mượn chuyện này để giữ em ở bên cạnh anh Tha thứ cho anh được không Em muốn gì anh cũng sẽ cho em Lâm Tiểu Tinh vẫn không nói gì Sao không để hắn khai ra tất cả mọi thứ Trong một lần cơ chứ Anh thực sự không cố ý lừa em đâu Những phần thưởng kia đều là bà nội đã hứa Nhưng bà nội làm người dọn vệ sinh Ở chỗ chúng ta Anh muốn dùng danh nghĩa của bà tiếp cận em Sợ một ngày nào đó sẽ bị em nhìn ra manh mối Nhậm từ ngôn vội vàng giải thích Nhưng sau khi cô nghe được lời này Liền sừng sốt vệ sinh bà nội vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới luôn cô chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì thấy bà cụ nọ đẩy thùng rác từ thang máy đi ra tử ngôn tiểu tinh bà cụ hoài nghi nhìn hai người bọn họ bỗng nhiên vỗ mạnh đùi tử ngôn không phải là cháu không muốn cho bà già này gặp cháu dâu nhỏ nên mới cố ý dâu giếm đây chứ bà nội lâm tiểu tinh sửng sốt chuyện về ông nội cũng là bà nói cho tiểu tinh Nhậm tử ngôn cũng kịp phản ứng lại Hai bà cháu mắt to mắt nhỏ Nhìn nhau đầy vẻ không vui Cuối cùng ánh mắt của họ đều rơi trên người cô Bà nội nhậm cười rất vui vẻ Cháu mà sớm nói mình là tiểu tinh Thì bà đã cùng cháu dâu trò chuyện mỗi ngày rồi Thế thì không phải Sẽ dọa sợ tiểu tinh sao Nhậm tử ngôn nắm chặt tay cô Bà nội trừng mắt nhìn hắn Cười hít mắt kéo cô qua nếu như nó dám làm gì đó Hay bắt tạt cháu thì đừng sợ Cứ nói với bà, bà làm chủ cho cháu Hơn nữa, bà nội cũng nghĩ kỹ rồi Con sinh chất gái Bà nội thưởng cho con 30 tỷ Nếu là sinh chất trai cũng thưởng chục tỷ Đây đúng là lời hứa của bà nội Lâm Tiểu Tinh đỏ mặt Thấy hơi xấu hổ Khi trực tiếp nói về chuyện này Nhậm tử ngôn cố thuyết phục bà Đừng nên làm việc quá sức Nhưng bà nội lại oán giận nói Không sinh cho ta chắc Thì ta về nhà làm gì khi nào mang thai chắt Thì khi ấy ta mới về nhà Trời Lâm Tiểu Tinh nhìn ánh mắt cầu cứu của nhậm tử ngôn Da mặt nóng như có lửa Nhỏ giọng nói Bà nội Bà cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi Cháu và tử ngôn cam đoan sẽ ngày đêm hành động Để sớm sinh chất cho bà Được không ạ Lúc này mặt bà nội mới bắt đầu hớn hở Nhậm tử ngôn âm thầm Dơ dơ ngón tay cái cho cô Sau khi đưa bà nội về nhà cũ Hắn đến gặp cô với nụ cười không biết xấu hổ. Nếu như bà nội đã hạ chỉ, thì có phải là chúng ta nên về nhà tạo người rồi không? Em còn giận anh không? Nhậm tử ngôn hỏi cô. Chỉ là anh thích em mà thôi. Ông chủ đã thổ lộ với cô như thế rồi. Cô còn nói được gì đây? Tất cả đều là sai sự thật. Những tay săn ảnh được cho là do ông nội cử đến. Thực ra là một số là do bà nội phái tới, một số là anh tự tìm. Chỉ là muốn cho em gả cho anh mà thôi Con người này Tâm tư quá sâu rồi Lâm Tiểu Tinh đỏ mặt hỏi hắn Vậy Anh thật sự chùm tiếng xét tình yêu về em à Ừ Em không giống với người khác Ngoại trừ công việc Thì chẳng bao giờ em chịu nhìn anh lấy một cái Sau đó anh phát hiện ra Bản thân càng nhìn càng thích em Rất cố gắng làm việc chăm chỉ Quan trọng là anh thích Lâm Tiểu Tinh nghe xong như mở cờ trong bụng Vươn hai ngón tay ra Vậy phần thường phải gấp đôi Nhậm tử ngôn thở phào nhẹ nhõm cười nói Anh trả gấp ba Không tệ không tệ Cái này cũng không kém nhiều lắm Một năm sau Tiếng khóc của em bé vang vọng trong phòng sinh Nhậm tử ngôn đau khổ chờ đợi trong phòng sinh Hôn lên gỏ má ướt đẫm mồ hôi của cô Kích động đến mức Nước mắt tràn đầy hốc mắt Tiểu tinh là sinh đôi Một trai một gái Em vất vả rồi Lâm tiểu tinh không nói được Chỉ cười yếu ớt khi khám thai, hai người phát hiện ra là song thai. cả nhà họ nhậm đều trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. So với hoàng hậu còn tỉ mỉ và cẩn thận hơn, bà nội đã vui, lại càng vui mừng hơn. Mọi người thi nhau đoán giới tính của hai cục cưng, nhưng không nghĩ tới thật sự là có trai có gái. Lâm Tiểu Tinh còn chưa ra khỏi phòng sinh thì điện thoại di động đã đổ chuông. Bà nội chuyển tiền cho cô. Nhậm Tử Ngôn cũng không nuốt lời. Bà nội chuyển cho cô bao nhiêu thì hắn chuyển cho cô gấp ba. Sau đó, dứt khoát đem tất cả sản nghiệp trong nhà đều đứng tên cô. Lâm Tiểu Tinh ôm hai đứa trẻ, đôi mắt cười cong lên thành vầng trăng khuyết. Vụ làm ăn này quả thực là nhiều tiền. Vâng, quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Oanh Lê rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ, cũng như nhấn đăng ký kênh Tóc Chuyện Hay để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.